Rồi ok, trận chung kết giữa Huynh gặp Phúc Long. Anh Long chấp Huynh 8-1. Anh em chia sẻ mạnh cái video này về tường nào. Anh em chia sẻ mạnh cái video về tường nào. Và anh em xem chất lượng hình ảnh âm thanh ok không? Kích vào thử ra. Facebook hợp cơ. Có tỷ số ở trên bàn kìa, 2-0 rồi. Bây giờ thì chịu rồi, bây giờ không sửa được không? Thank you.
Được chưa anh em? Tám chấp một bắn vào đáy Huynh cộng chết chín rồi. Ô, anh Phúc Long đánh hơi vội, trượt bi ha số 6. Rõ xem đẹp thế này mà anh em có kêu à? Huynh đang dẫn 2-0. Xem đẹp cái này mà anh em vẫn kêu. Tốt Huynh ơi. Tốt. Quá hay. Quá hay luôn. Bây giờ không quay được, anh em không xem được thì thôi. Tốt, 3-0. Quá đỉnh luôn. 3-0. Ok, cảm ơn anh Tô Phương nhá. Tỷ số đang là 3-0 nghiêng về Văn Huynh. Trượt rồi.
Vâng, được 78 người xem rồi. Không điều được ba rồi, dường như là hết má ăn. Oh, vẫn còn đường, tôi tưởng hết đường nhưng mà vẫn còn đường. Rất tỉnh táo tàu, anh không ăn được, anh chạy đạn rồi. Tỷ số đang là 3-0 nghiêng về Văn Huynh. Chấp 1 nha anh Dũng Bùi. Nhảy vãi nhỉ. Tôi vẫn nghe luôn mà. Nhanh quá.
chế này. Đỏ này. Thank you.
108 nhá. Ok ok ok. Hay quá mình ơi, chúc mừng Huynh. Mãi mới có người tiêu diệt được anh Long Trật.